Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Yo, yo, what's up, Raven? ZZ, 60 BRT, shout out to the real Wango, let's go! Có những quyết định đôi khi là mình hoang mang trong đời. Thế nhưng hôm nay đứng ở Rap Việt thì đúng hoàn toàn mong đợi. Và còn nhớ lời cha sống đàng hoàng không đổi. Khi những ngày đó rời xa rồi tuổi trẻ nóng nổi, ta kết nối những người đồng đội chung chí hướng mình cùng đi. Nếu có hoạn nạn thì mình chống chọi trên con đường không ngừng nghỉ. Thế kiểu tóc, quần áo, đôi giày thật ưng ý, gia đình cho tôi thêm dũng khí, mẹ dạy con là đường phung phí. Tập con đã thêm ý chí, thêm cả sự tự tin, sống phải giữ chữ tín, còn mỗi ngày vẫn đẹp như phim. Ở ra và để đắm chìm là tình yêu đang nằm trong tim. Anh em trên show không có chỗ cho sự là in the team team. Lướt trên con phố ta qua, anh thư sinh đeo kính như là Nobita. Dừng dừng xe gọi điện bảo Mai Ngô đi ra. Now let's go. Âm thanh trong tôi như nam châm, người yêu thương quanh tôi lớn dần. Là sóng gió hay mưa rông và sẽ hút những con tim lại gần. Tâm tư anh ghi tên đôi ta, bao melody anh viết ra. Nói ta lại gần, nói ta lại gần, nói ta lại gần nhau. Em kết nối hơn cả nó kia, vẫn chặt hơn cả nó kia. Let's go. Kết nối hơn cả nó kia, vẫn chặt hơn cả nó kia. Bao đêm cả thức tay không giờ, cố gắng mày mò và trông chờ thứ tuyệt vời ở trong đời đã đến để màu cách không ngờ. Đã đổi hết những năm tháng cực để đổi được vài đêm sáng rực. Công tử bên đẻ những cái chiều mang chân xám suy nghĩ và bán mưa không đạn vật rồi những nỗi đêm xưa thì cũ. Muốn gia đình lúc nào cũng đông, nhà phải to giống như biệt phủ. Dù đời lúc có chút lẻ loi khi thời gian từng phút kẻ trôi. Nhớ thanh xuân ở nhà còn chờ, nhớ cái bánh tích cục bé đó. Nhớ cái thời mà còn ra nét, nhớ cái thời để trái bán già. Nhớ cái thời mà ta còn nhỏ chưa quan tâm con cái của ta. Và ta ví cho cả người thân, ví cho cả những người trong nhà, cho mấy đứa em anh chị có ta. Anh nhận người ta con muốn được trình diễn trên sân khấu từ chiều đến hết tối. Con muốn được hip hop để tâm hồn có thể sẽ kết nối. Con muốn chứng minh mình đúng với những người đang nghĩ rằng con sai bằng con mày. Để mà sống cho đáng cuộc đời thằng con trai. Âm thanh trong tôi như nam châm, người yêu thương quanh tôi lớn dần. Là sông gió hay mưa rông vẫn sẽ hút những con tim lại gần. Tâm tư anh ghi tên đôi ta, bao melody anh viết ra. Nói ta lại cần, nói ta lại cần, nói ta lại cần nhau. Yeah, kết nối hơn cả nó kia, vẫn chất hơn cả nó kia. Kết nối hơn cả nó kia, vẫn chất hơn cả nó kia. Từng là thằng ăn mày ngô, bây giờ thành thằng đất lại show. Hip hop mà không có anh như lời người thiêu hạt hay ô. Để nhạc của anh lên top, chỉ cần cầm ví và bắt tay vô. Lên sân khấu của B.A.T. nhúng đôi nhảy và chát mắt bồ. Hip hop never die vì mỗi chúng ta là mảnh ghép. Liên kết từ Bắc tới Nam với những câu từ thật đánh thép. Now I show all green space for Việt rap. The 16 North Side, yo, we put in the map. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Thưa quý vị, BRT và Mai Ngô với phần phụ diễn của ca sĩ Vũ Phụng Tiên và DJ Mia. À, chúng ta có thể nghe được cái âm thanh quen thuộc thời thơ ấu phải không ạ? Tăng 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 tăng. À, thưa quý vị, nhưng mà ít ai biết được đây là một cái bài nhạc mà nó đến từ một bản nhạc giao hưởng của tác giả người Tây Ban Nha tên là Francisco Tárrega. Và ngày hôm nay thì với một cái cách điệu và đặt cái lời cho cái bài hát thì nó rất là dễ thương. Và chúng ta đã có một tiết mục khởi đầu thật là phấn khích. Xin mời huấn luyện viên Ramastic. Anh không biết là phải nói như nào để hai em hiểu là anh đang rất là hạnh phúc. Bởi vì đưa hai bạn mở màn cho cả team mình. Ban đầu đối với anh thì đó là một tính toán có phần khá mạo hiểm, bởi vì cả hai đang vẫn còn rất là thiếu sự kết nối từ những buổi tập đầu tiên. Nhưng mà hôm nay được nhìn cả hai trình diễn trên sân khấu, mọi thứ nó rất là chuẩn chỉ và không có một điểm gì để anh có thể chê được. Và anh đứng đây anh rất là nghẹn lời bởi vì cái gì vậy rất trời? Là tự hào. Cái gì mà bình tĩnh Ram, bình tĩnh nào. Mà mừng mà cái gì quýnh lên vậy? Sướng ơi cha mẹ mà đưa con đi thi đại học vậy đó. Sướng ơi anh ạ, đây là đỗ thủ khoa luôn anh ạ.
Thấy Mai Ngô có bị xúc động hả? Em vừa hoàn thành cái màn trình diễn tốt hơn trong những bữa tập luyện nên em rất là vui ạ. Em ổn không? Em ổn không? Không biết là huấn luyện viên Caric nghĩ sao? Đây là cái màn mở đầu rất là thành công ạ. Dramatic đã cho em thấy được một Mai Ngô bản lĩnh hơn và một màu sắc rất khác của BRT ạ. Bản lĩnh hơn là sao ạ? Mọi người có thể xem lại vòng chinh phục vừa rồi của Mai Ngô. Cái phong thái của bạn lên khá là lúng túng. Em nghĩ mọi người sẽ áp đặt tư duy của bản thân là bạn này sẽ không thể làm khác được đâu. Nhưng mà tới vòng này, khi mà bạn bước lên đấu với BRT, em có một suy nghĩ nó lóe lên trong đầu là hey, tại sao Dramatic lại có thể mạo hiểm như vậy? Thì chắc chắn em nghĩ là bạn phải thay đổi rất là nhiều để có thể đủ tự tin để xếp cặp với lại BRT. Tại sao nói ghép hai bạn này lại là mạo hiểm? Tại vì đây là hai con người trái dấu nhau về năng lượng, yeah, quý vị, yeah, nha. Right. Đây là cái năng lượng năng động và có xu hướng là deliver năng lượng ra ngoài. Còn đây là năng lượng thu lại. Mà thu lại. Làm sao để kết nối được hai cái nguồn năng lượng này để nó trở thành một nguồn năng lượng duy nhất để phục vụ quý vị? Cho nên đây là một cái điều mà Thành phải nói là khâm phục Dramatic. Mời qua quý. Dạ, trước tiên thì Hoa Huy xin cảm ơn hai bạn BRT. Sao âm thanh của em như radio vậy? Dạ. Something wrong with the mic. Chưa kết nối được với mọi người sao ấy? Mọi người cho Huy xin ít phút nha. Alo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Dạ, thưa anh Thành, trước tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn tới hai bạn BRT và Mai Ngô. Hai bạn đã mở đầu cho cái ngày hôm nay một cảm giác rất là nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là tươi mới. Em rất là thích khi mà hai bạn đã đưa lại một cái gì đó từ cái kỷ niệm ngày xa xưa của chúng ta đều kháng khích với cái âm thanh đó. Em thích thú hơn khi mà BRT cũng là một người rất thích là xem truyện tranh và đã đưa cái nhân vật mà hiện thời em đang... Anh rất là thích điều đó ở em. Và ở Mai Ngô, Hoa Huy thấy được cái chí làm trai của bạn. Và Hoa Huy cũng rất là respect cái chuyện này. Big love for you. Có một điều ở điệp khúc Hoa Huy luôn mong ước là mình có thể nhảy vào cái chỗ trống mà giữa hai bạn vào cái thời điểm mà hai bạn kết nối hơn cả nó kìa. Mình có thể sound out noise gì đó để cho nó có thêm phần nhiệt hơn, để Hoa Huy có thể cởi bỏ cái bộ áo khoác này ra. Không, mình đang góp ý thôi, không nên nhảy vào Huy ạ. Và anyway à, không thì... đó là ý kiến của Huy thôi, nó cũng hay. Nhưng mà không biết đó là ý đồ của tụi em hay là sao. Dạ, bọn em cũng tính toán trước là như thế. Anh Thành, thật sự cái ý của em ở đây á, là cái chỗ bỏ trống của hai bạn đó nó làm cho con tim mình nó muốn á, anh Thành. Là kiểu là không có nhiều quá mà là nó vừa đủ. Thiên bất dung gian, trời không cho ai tất cả. Và dĩ nhiên là Hoa Huy sẽ không có cơ hội để cởi cái áo đó ra. Em hãy tiếp tục chịu nóng nhá. Con Bi thì nghĩ sao? Anh rất là đề cao những cái chỗ trống mà tụi em đã tính toán ở trong đó. Anh nghĩ nó không cần thêm gì vào hết. Trước khi nghe nhạc của team của Dramatic thì anh cũng expect sẵn trong đầu anh là một là nó sẽ là những cái hợp âm rất là quái dị, hai là nó sẽ là những cái chorus rất là catchy. Trong cái bài của tụi em thì nó là trường hợp thứ hai, nên anh muốn chúc mừng tụi em vì điều đó. Hơn nữa có hai điểm mà anh Thành với lại Caric nói mà anh rất là đồng ý, mà làm cho anh càng phục Dramatic ở trong cái cách ghép cặp này nữa, là cái việc để cái năng lượng trái ngược của tụi em vào cùng một bài. Hơn nữa cái chủ đề của nó là kết nối nữa, thì nó giống như cherry on the cake. Và cái việc Caric nói làm Mai Ngô thành cái phiên bản tốt hơn của em và làm cho BRT rất là tốt và đặt nó vào chung một bài hát. Yep. Beautiful. Cảm ơn Bin. Thưa quý vị, trước khi mà đến với quyết định của hai giám khảo và ý kiến của họ, thì tôi cũng muốn mình cùng nhau chơi một cái trò chơi. Là tại vì hồi nãy mình thấy cái đoạn điệp khúc ấy, điệp khúc nó hát như thế nào, Phụng Tiên nhỉ? Nó là tâm tư anh ghi tên đôi ta, bao melody anh viết ra, nó ta lại cần, nó ta lại cần, nó ta lại cần nhau. Cái lời của nó là nói ta lại gần, nói ta lại gần, nói ta lại gần nhau. Chúng ta sẽ phổ lời cho cái đoạn nhạc này. Và cả hai vị giám khảo luôn nha. Trái tim này tôi vẫn yêu người nhưng có sao người đành quên. Ra liền thôi nha. Rồi, ai nữa? Có khi ngồi, có khi nằm, có khi ở ngoài kia. Thiếu nốt rồi. Chester T, Hoa Huy đã để ra những chỗ trống rất là đắt giá đó. Để ai lấp vào?
Không, anh là fan của những chỗ trống đó đó Huy. Trời ơi anh hay quá. Thiệt là hiểu nhau. Fan chỗ trống ơi, có lời chưa? Hát cái gì, hát cái gì, hát cái gì vậy Huy? What? Ok, dramatic. Đố anh bạn nào giữa hai bạn này sẽ đi vào vòng trong. Karin. Đói bụng rồi, biết bao giờ được ăn. Ok. Nóng thế này rồi, làm sao? Chúng ta cùng nhau, chúng ta vào vòng 2. Đấy. Ok, thưa quý vị, một cái game nhỏ nhỏ để chúng ta cùng thoải mái trước khi đến với phần quyết định căng thẳng của hai vị giám khảo. Sắp hết giờ rồi, tròn đi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy, trước khi giông bão thì bầu trời thường bình yên. Chúng ta cười đó để chúng ta đến với quyết định sấm chớp của hai vị giám khảo dành cho hai bạn. Trước tiên thì anh chúc mừng hai em đã hoàn thành cái phần thi của mình rất là tròn trịa. Nội dung thì đi đúng hướng, là ngay từ cái beat đã có cái sự kết nối. Mà những cái kỹ năng bọn em dùng trong bài thì cũng có một cái sự hài hòa. Ví dụ như BRT thì sử dụng vần 4 và những cái vần đối xứng rất là nhiều. Thì sang đến Mai Ngô đã sử dụng vần giải và những cái vần liền vần rất là hòa hợp. Anh chỉ tiếc một cái là cái verse 3 cuối cùng là bọn em nên hỗ trợ cho nhau nhiều hơn để cho đẩy được cái cao trào cuối cùng, thì cái phần trình diễn vừa rồi nó sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Chưa đến vòng bứt phá nhưng mà anh thấy Ram đã làm cho Mai Ngô cái vòng này như là một phần bứt phá. Anh hơi tiếc một chút, giả sử như cái flow lần này của em nó quái hơn và phần lời gây được nhiều những cái thứ bất ngờ như cái vòng 1 thì nó sẽ là hoàn hảo. Những cái phần quái và những cái yếu tố gây bất ngờ nó sẽ là những thứ mà bọn em có thể chiếm được thêm nhiều cái cảm tình của người nghe hơn. Mà cái này thì BRT đã rất là nhuần nhuyễn rồi. Và tất cả những lời góp ý vừa rồi sẽ là hành trang cho các bạn. Đây sẽ là lúc mà chúng ta sẽ lựa chọn ra một thí sinh sẽ được bước vào vòng thi bứt phá. Nếu mà để đi đường dài thì bọn anh sẽ xin được phép biểu quyết. Đó chính là bạn BRT. Xin chúc mừng BRT. Cảm xúc của mình hiện tại bây giờ mình rất là hài lòng khi mà mình đã đi tiếp vào vòng trong, nhưng mà còn có một cái luồng cảm xúc khác là mình cũng hơi buồn một chút vì mình nhìn thấy Mai Ngô ấy. Bây giờ mình muốn là gặp Mai Ngô để động viên ở trong cái vòng knockout, làm nào để cho Mai Ngô tinh thần tốt nhất để bạn ấy chiến đấu tiếp. Chiến đấy em ơi. Nên bây giờ phải ăn miếng đã. Và với Mai Ngô thì hãy tiếp tục bước phá một lần nữa trong cái vòng giải cứu nha. Anh đợi em. Cảm ơn anh ạ. À. Cảm ơn tất cả mọi người. Mình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà hấp dẫn. Một giải đặc biệt gồm một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, một giải tuần tai nghe Galaxy Buds 2, 5 giải thưởng hàng tuần, mỗi giải gồm 1 triệu đồng quà ví điện tử Zalopay, một áo thun, một phụ kiện đến từ Rap Việt. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Fion, nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021. Bắt đầu bình chọn thí sinh bạn yêu thích nhất trong tuần và dự đoán số lượng bình chọn giống bạn. Đừng quên đăng ký ngày ví điện tử Zalopay để nhận ưu đãi 1 triệu đồng và bộ gói VIP chỉ với 19.000 đồng. Cổng bình chọn được mở vào 22:30 thứ bảy hàng tuần. Hãy tham gia ngay. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà của Rap Việt. Tải Appion và tham gia ngay.